Chào các bạn, một số bạn hỏi mình là cách để chỉnh sửa ăn cơ bản nhất trên Pans ở trên máy tính, thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn rất là đơn giản như sau. Nếu tính không có Pans đây, Pans đây. Đây, sau đó các bạn sẽ mở hình, chẳng hạn như mình chọn cái hình này nha. Đây là cái hình rất là đơn giản đúng không ạ? Đây xong. Tiếp theo là mình sẽ mở một cái pan mới đi. Rồi mình sẽ chọn là cái ok đi. Sau đó mình sẽ cần cho A và mình cần cho C nó. Mình sẽ qua cái pan này không? Đấy. Đây, cho nó đây. Cho mày mặc giáp thiên thần. Tiếp theo đấy là mình sẽ tiếp tục mình sẽ tiếp theo là mình sẽ mở tiếp những cái mà mình thích bên control C. Qua cái này mình sẽ control. Mình sẽ cho nó vào đây. Mình tiếp tục mình qua bên này mình lại mở tiếp, mình lại cần chỗ A tiếp và mình lại cần chỗ C, mình cần chỗ C, mình cũng qua bên này là mình lại cần chỗ V nó lại. Đấy, cho Yasuo lên phép luôn, em kháng phép thì quên. Sau đó mình lại qua tiếp bên này và mình lại mở từ nó lại lâu rồi, cần chỗ A tiếp, lại cần chỗ C. Mình qua bên này là mình cần chỗ V. Nghe đẳng cấp đồng đoàn Yasuo. Đây và sau đó mình cần lưu lại. Và ra đây là mình sẽ có được một bức hình mới. Cũng hơi vui vui ghép ảnh một cái cơ bản nhất. Còn nếu các bạn muốn cắt ghép thứ tự từng thứ thì các bạn hãy dùng Photoshop, thì các bạn cần phải đầu tư một chút thời gian. Còn nếu như các bạn chỉ sửa rất đơn giản như này thì đây là cách nhanh nhất. Các bạn nếu thấy hữu ích thì các bạn hãy đăng ký kênh, like, chia sẻ với bạn bè. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn video lần sau.